Anh vô được chứ? Dạ được. Vết thương của chú sao rồi? Dạ cũng đỡ nhiều anh. Chắc nhẹ anh vết thương của anh. Ừ, vậy thì cũng tốt. Chắc là chú mày đoán được anh tới đây là vì chuyện gì. Dạ chắc là chuyện vết thương của em, cuộc đụng trận tối hôm qua chứ gì. Anh Sơn đừng có lo lắng quá, em ổn rồi. Cảm ơn anh. Chú mày giỏi lắm, nhưng tiếc là chỉ qua mắt được anh Tài thôi, chứ không qua mắt được anh mày đâu. Anh Sơn nói cái gì em không hiểu. Ai qua mắt ai? Ở đây chỉ có tao với mày, mày có đóng kịch thì cũng không ai coi đâu. Nói, mày thuộc sở công an hay là bộ công an? Anh Sơn nói cái gì em không hiểu. Anh hiểu lầm em rồi, em không phải là công an. Nếu mày không nói, bắt buộc tao phải khử mày, để cảnh báo những thằng công an kế tiếp. Bây giờ tao sẽ đếm đến ba, nếu mày không khai, viên đạn này sẽ găm vào đầu mày. Mày sẽ vĩnh viễn rời khỏi trái đất này. Một. Nếu anh Sơn nghi ngờ em, anh có thể kêu anh Tài làm chứng. Em tiền sự tiền án đầy rẫy, làm sao có thể làm công an được. Với công an, chuyện chuẩn bị cho mày một hồ sơ thì đâu có gì gọi là khó. Hai. Được. Ngay từ đầu, tôi đã biết anh không ưa tôi, và đây chỉ là cái cớ để anh loại tôi thôi chứ gì. Nhưng nếu tôi chết, anh cũng không sống thọ với anh Tài đâu. Mày hù tao đó hả? Tao chỉ cần bắn mày, rồi nói với anh Tài mày là công an chìm được gà vô, vậy là xong, có gì đâu. Nhưng quan trọng anh có tin hay không. Anh nghĩ chỉ giải thích một vài câu là anh tin hay sao? Chắc chắn là anh Tài phải tin, vì anh cũng đang nghi ngờ mày. Kể từ khi mày xuất hiện là có những thằng lạ mặt xuất hiện theo, vụ ở kho hàng số 1, rồi mấy vụ gần đây nữa. Thằng đó chắc chắn là đồng bọn của mày. Anh đúng là đoán mò. Thằng bóng ma thiếu gì kẻ thù. Chuyện nó có người theo dõi cũng là chuyện thường. Không chừng chính anh cũng đang bị theo dõi rồi đó. Nếu như anh muốn loại trừ tôi thì đâu thiếu gì cớ. Được, bắn thì bắn đi, khỏi cần phải nói nhiều. Nhưng hãy nhắn cho anh Tài giùm tôi, tôi lúc nào cũng luôn luôn trung thành với anh. Anh đã giúp tôi không có cớ gì để phản bội anh hết. Bắn đi. Chú khá lắm, chú đã không làm tôi thất vọng. Anh Tài, vậy là nãy giờ anh đứng ở ngoài. Nãy giờ đó chỉ là màn kịch thôi. Anh xin lỗi chú. Tại sao anh lại bày ra màn kịch này? Chẳng lẽ là anh nghi ngờ em sao? Anh xin lỗi chú, nhưng những gì chú Sơn đã nói, từ khi có chú thì xuất hiện tên lạ mặt. Nhưng mà chắc là như chú nói, chủ yếu là thằng đó theo dõi tên bóng ma, chứ không phải theo dõi chúng ta. Chú đừng buồn nha. Nhờ như vậy mà anh mới biết chú mày rất trung thành với anh. Thôi chú nghỉ ngơi đi. Dạ, cảm ơn anh Tài. Ừ.
Chú Sơn, chú đừng như vậy nữa. Chú đã nghi ngờ nó, và chúng ta cũng đã thử nó. Nó hoàn toàn trung thực mà. Thôi, chú nghi ngờ đi. Nhớ chăm sóc vết thương. Sắp tới còn nhiều chuyện khó khăn lắm đó. Dạ, em biết rồi anh Tài. Anh không cần phải lo lắng đâu. Chỉ là mấy vết thương nhẹ thôi mà. Chỉ có điều em tức là không bắt được thằng Bóng mà. Chạm trán nó bao nhiêu lần rồi mà vẫn để nó thoát được. Đây đâu phải là lỗi của chú. Nó là bóng ma mà. Nhưng tôi góp ý nè. Lần sau chú và thằng Hoàng phải phối hợp ăn ý với nhau. Ai lại gà nhà đá nhau chứ. Dạ, em biết rồi. Thôi, chú nghỉ ngơi đi. Gặp lại sau. Anh đừng bị quan quá. Chắc tụi nó vẫn không phát hiện ra Trung Dũng đâu. Để em liên lạc thử với anh Dũng coi. Đừng, sẽ nguy hiểm cho Dũng đó. Hãy để cho Dũng gọi cho chúng ta đi. Anh yên tâm đi. Em là nữ, em sẽ gọi với tư cách là một người bạn của Dũng. Chắc họ không nghi ngờ đâu. Hãy tin em. Chắc Trung Dũng không sao đâu mà. Có vấn đề gì vậy? Xe bị xì bánh rồi. Tại vỏ nó bị mòn, lâu ngày chú chưa thay. Xin lỗi cô, chắc phải kiếm chỗ nào giá bánh xe trước cái đã. Bên kia kìa, có chỗ giá xe kìa. Chú chắc lại đi. Dạ. Anh ơi. Ừ. Sửa giùm tôi cái bánh xe coi. Rồi, từ từ. Tôi chắc phải giá bánh xe rồi tôi mới chở cô về nhà nghỉ được. Chú Tính. Hả? Để xe đây cho họ sửa đi. Tôi với chú qua quán cà phê uống nước. Tôi có chuyện muốn hỏi chú. Alo, Hoàng nghe đây. Ừ, Hoàng hả? Đang làm gì vậy? À, Hằng hả? Hoàng đang đi ngoài đường thôi. Vậy hả? Vậy nói chuyện có tiện không? Ừ. Được rồi, Hằng nói đi. Không có gì. Chuyện tối hôm qua thế nào rồi? Ổn chứ? Ổn. Em cứ yên tâm đi. Chắc là anh Lâm lo lắng cho anh nên nhờ em hỏi thăm chứ gì. Anh xin lỗi vì cách nói chuyện cọc lóc của anh. Không sao, em hiểu mà. Nếu như anh cảm thấy tiện á thì nói chuyện với anh Lâm nha. Anh cũng đang muốn hỏi thăm tình hình của anh đó. Ok, chuyển máy cho anh Lâm đi. Anh cũng muốn nói chuyện với anh Lâm. Trung Dũng muốn nói chuyện với anh nè. À. Alo, Hoàng hả? Tình hình bên em vẫn ổn chứ? Dạ ổn anh. Em nghe giọng của anh có vẻ đang lo lắng đúng không? Anh yên tâm đi. Thằng Hoàng này chưa tới số đâu. Chú còn cười được sao? Anh đang lo lắng đây nè.
Vụ vừa rồi thằng Tài Liệt có nghi ngờ chú không? Dạ có anh. Nó nghi ngờ em chính là nội gián của bộ công an cài vô, nên nó truy hỏi em tùm lum. Rồi sao? Nhưng em đã đoán trước nên cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Nhưng em đoán hình như là không phải thằng Tài Lì nghi em mà là thằng khác. Còn thằng nào nữa à? Anh có nhớ cái thằng hay bên cạnh Tài Lì không? Nó tên là Hải Sơn. Thằng đó đang nghi ngờ em. Nó muốn loại bỏ em khỏi Tài Lì. Hải Sơn là thằng hay ở bên cạnh Tài Lì đó hả? Thằng này trước kia là dân cờ bạc đó, sau này về đầu quân cho Tài Lì. Hồ sơ của nó bên mình có đầy đủ mà. Dạ, đúng là nó đó anh. Nó hiện nay là cánh tay phải của Tài Lì. Em nghe đâu là trước khi đầu quân cho Tài Lì thì nó bị băng của ba thằng truy đuổi. Em nghĩ là chắc nó bí đường quá nên nó mới dựa hơi thằng Tài Lì. Ba thằng à? Tên xã hội đen chuyên cho vay nặng lãi và cờ bạc đó hả? Dạ đúng rồi, nó đó. Vừa rồi em bị bọn Tài Lì kêu đi phá băng của nhóm ba thằng đó. Anh biết rồi. Anh đã được nghe báo cáo đầy đủ về vụ đó. Thằng ba thằng, anh cũng đã từng xâm nhập vào sòng bài của nó. Tụi nó hoạt động quy mô lắm. Dạ đúng rồi anh. Chắc là băng của thằng ba thằng đang muốn dương lên để lấn chiếm luôn băng của thằng Tài Lì. Tụi nó có vẻ đang gườm nhau đó anh. Anh hiểu rồi. Cảm ơn chú về vụ này. Nhưng mà điều quan trọng nhất là thấy chú bình thường là anh yên tâm rồi. Đâu có dễ hạ gục thằng Dũng. À lộn, thằng Hoàng này đâu anh. Anh yên tâm đi. Mà anh nhắn với thủ trưởng và mọi người đừng lo lắng cho em nha. Nhưng mà chú đừng chủ quan quá. Nên nhớ chú đang nằm trong hang cọp. Vậy hả? Vậy em sẽ tìm cách bắt con cọp này, nhổ nanh của nó đeo chơi. Mà nếu anh thích á, em sẽ tặng cho anh một cái. Cái thằng lúc nào cũng thấy chú lạc quan. Như vậy cũng tốt. Vậy thì mới làm cho tụi nó tin được. Được rồi, chú giữ gìn sức khỏe và cẩn thận đó. Có gì nhớ báo anh liền nghe. Dạ em biết rồi. Thôi em mau nha. À, cho em gửi lời hỏi thăm Hằng nha. À mà nè, hai người đang ngồi bên nhau, có ai xung quanh không vậy? Cái thằng, xung quanh có rất nhiều người ủng hộ chú. Cố gắng hoàn thành nhiệm vụ nghe. Dạ rồi, chào anh. Xung quanh có rất nhiều người ủng hộ chú. Bày đặt đánh trống lãng nữa. Chắc là xung quanh đó chả có ma nào rồi. Hai anh chị thì cũng ghê thiệt. Mà lúc đó cũng ngán thiệt. Trung Dũng dân ổn. Cảm ơn em. Có gì đâu anh. Trung Dũng ổn. Anh ổn nữa là quá tốt rồi. Quỳnh Hữu không đi chung à? Quỳnh Hữu bận rồi. Anh uống gì coi đi. Cho anh ly cà phê đá đi. Dạ. Lâu quá không gặp Quỳnh Hữu. Tưởng đâu hôm nay được gặp để nói chuyện. Tiếc quá. Sao? Bữa nay đi đổi gió hả? Không đi chụp hình sao? Thì lâu lâu cũng phải để cho người ta thư giãn, thay đổi không khí một chút chứ. Đúng không? À, anh gọi tôi ra đây có chuyện gì vậy? Tôi muốn hỏi thăm anh thôi. Sao cũng hất mặt của tôi. Chắc là bị thương cũng không nhẹ. Nói chung là vẫn còn thở với lại ngửi mùi được. Có điều tốt ít máu cam thôi. Vậy là tốt rồi. Tại vì sao rồi? Có thể là do anh xài thuốc mê hơi nhiều nên sáng nay lão mới tỉnh. Vừa tỉnh dậy đã la sùm chuyện tối qua rồi. Phải công nhận lão Tài Lì nhiều mưu mẹo lắm. Tôi cứ nghĩ là tôi sẽ đưa hắn vào trong, nhưng không ngờ tôi lại đi vào trong của hắn. Cũng may là có anh, không thôi thì tôi đã bị bắt. Theo
nên tôi nghĩ là đây không phải là một kế của lão tài liệu đâu. Chắc có người tư vấn cho hắn, có thể là lão của quân sư. Tôi cứ nghĩ là anh là người thân cận nhất của hắn rồi chứ. Tôi chỉ lo về mấy cái vụ đánh đấm với lại cờ bạc để sau này hắn mở sông bài thôi. Bây giờ ở bên cạnh hắn đã có thêm mấy kẻ khác, mà tôi thấy càng ngày hắn có vẻ càng tin tưởng hơn. Rồi, cảm ơn em. Dạ mời. Cũng như cái vụ vừa rồi, chính hắn đã ra lệnh cho tôi và Quy Hoàng trốn sẵn trong nhà để đề phòng anh tới. Hắn cũng không cho tôi xài điện thoại, có thể hắn sợ bị bại lộ. Không lẽ ngay chính cả bản thân anh mà lão ta cũng nghi ngờ sao? Tôi nghĩ có lẽ là vậy. Hình như lão có quan hệ bí mật với một người nào đó mà chính tôi cũng chưa biết. Vậy theo như anh nói, hắn ta vẫn hoàn toàn chưa tin tưởng anh. Đúng vậy. Nếu không thì những bí mật của hắn phần nào tôi cũng biết được. Thí dụ như chuyện về cô ả sát thủ đó. Anh muốn nói là cô gái đã truy đuổi tôi. Đúng vậy. Tài Ly không hề nói cho tôi biết một chút nào về cái chuyện đó cả. Có thể Tài Ly giấu, hoặc có thể hắn ta không biết. Nhưng không lẽ David không nói một chút gì về chuyện đó cho Tài Liệu biết sao? Tôi nghĩ là lão Tài Liệu sẽ không biết đâu, bởi vì hành tung của cô ta rất là bí ẩn. Nhưng mỗi lần anh xuất hiện là ngay lập tức cô ta lại xuất hiện. Nếu không có tay trong thì làm sao cô ta biết anh xuất hiện như thế nào? Tôi không có biết chắc người đó là ai, nhưng tôi có thể đoán người đưa tin cho Ellie chính là Nhật Thiên. Chuyện này cũng đúng, bởi vì Nhật Thiên với cô ta ở cùng bang. Có điều tại sao Nhật Thiên lại biết anh xuất hiện ở nhà Tài Lì để báo cho ả biết? Không lẽ là Tài Lì lại báo cho Nhật Thiên biết sao? Tôi chắc là như vậy. Nhưng mà tôi thắc mắc chỉ có một điều. Sau này có một người lạ xuất hiện, tôi đã đụng ít nhất là 2 lần. Anh có biết người đó là ai không? Tôi cũng đang phân vân về chuyện này đây. Trong băng của tôi mới xuất hiện một thằng tên là Quy Hoàng. Kể từ khi thằng đó xuất hiện là kẻ lạ mặt lại xuất hiện. Có thể hắn là tay trong của một băng nhóm nào đó. Nhưng tôi và Tài Lì cũng đã thử hắn, và hắn cũng đã vượt qua. Thôi, chuyện Tài Lì tạm thời gác sang một bên đi. Anh có biết thông tin của David ở bên Mỹ không? Hắn chỉ giao dịch với Tài Lì thôi. Và những thông tin mà tôi cho anh biết chủ yếu là do tôi gợi ý cho lão Tài Liệt nói lại. Tôi hiểu rồi. Cô tới sao không gọi điện cho tôi biết trước vậy? Cô làm gì vậy? Tại sao tôi đã nhắc anh rồi mà anh vẫn còn làm như vậy hả? Cô bình tĩnh đi. Cô nói gì tôi không hiểu. Anh mà không hiểu sao? Tôi đã cấm bất kỳ ai cũng không được phép theo dõi tôi. Tại sao anh vẫn còn làm như vậy? Ông chủ sai anh có phải không? Không phải.
Cô nghe tôi nói nè, tôi không làm việc đó. Hôm qua giờ tôi ở nhà, làm sao theo dõi cô được? Ở nhà không có nghĩa là không theo dõi tôi được. Khách sạn tôi ở là do ông chủ bố trí sắp xếp. Anh cũng từng làm quản lý ở chỗ đó, chắc cũng có nhiều tay chân thân cận lắm hả? Không phải như vậy đâu. Thế là ông chủ ở Việt Nam như thế nào cô hiểu rõ mà. Không phải ở Việt Nam chỉ có mình tôi là lính của ổng đâu. Điều đó tôi sẽ kịp chứng sau. Nhưng ở Việt Nam bây giờ thì tôi chỉ có biết duy nhất một mình anh thôi. Cô dám khử tôi sao? Cô không sợ ông chủ hổ tổ cô hả? Xử anh xong thì tôi sẽ báo với tổ chức là anh bị bóng ma bắn. Quá dễ dàng mà. Ellie à, cô bình tĩnh lại đi. Thật sự cô đã hiểu lầm rồi. Tôi không theo dõi cô thật mà. Vậy tại sao ông chủ biết tôi không có ở trong khách sạn hả? Làm sao tôi biết được? Tối hôm qua cô nhắc nhở tôi rồi, bây giờ làm sao tôi dám nữa? Vậy là ông đã thừa nhận có làm việc đó. Bao nhiêu đó? Cũng đủ để tôi tiễn anh xuống dưới mồ rồi. Nhưng đó chỉ là trước đây thôi. À, ông chủ. Dám lừa tôi hả? Tại cô ép tôi. Hay lắm. Từ đó đến giờ tôi chỉ tập luyện với những gã đàn ông trong tổ chức mà chưa bao giờ được thực hành thực sự với bọn họ. Đây cũng là dịp để tôi thử xem khả năng của mình. Tôi biết bây giờ tôi không phải là đối thủ của cô, nhưng mà cô đừng có ép tôi. Xem ra anh cũng không thể đấu được nữa rồi. Nếu tôi ép anh đánh có vẻ như không được công bằng. Nhưng hãy nhớ, đây là lần cuối, chắc chắn không có lần sau nữa đâu. Thay thế chú làm việc đó. Chú có nhiệm vụ cung cấp mọi thông tin của thằng bóng ma cho sát thủ mới, đó là Ellie. Vì tụi mày mà tao bị thay thế. Thằng bóng ma, cả con Ellie nè, hai đứa mày. Alo.
Tuấn chó phải không? Dạ. Sao rồi? Dạ anh ba, em đã kêu đàn em chuẩn bị hết rồi. Khi nào anh gọi á thì hành động thôi. Làm gì thì làm, nhưng phải bảo đảm sòng bài của mình hoạt động bình thường. Nếu cần thì tao cho mấy thằng khác nó làm, còn mày ở nhà coi sòng được rồi. Dạ không được đâu anh ba, vụ này á để em làm cho. Còn cái chuyện sòng bài á, anh cứ an tâm, em đã sắp xếp hết rồi. Ok, tao tin tưởng mày. Dạ. Ừ. Tin tưởng và giao cho chú. Chú đánh vặn mặt nó giùm anh. Còn nếu như nó chống cự thì chú khử nó luôn đi. Tụi bay đã nghe hết rồi chứ? Dạ, tụi em nghe hết rồi anh ba. Tốt. Đêm nay là đêm anh em chúng ta sẽ lên tiếng. Chúng ta sẽ lấy lại những gì đã mất. Đi đi. Dạ. 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 Phải vào cửa hàng mua cho con bé ít sữa và bánh, sẵn tiện mua cho vợ mình ít đồ dùng. Cũng lâu quá rồi mình chưa mua đồ tặng cho cô ấy. Dạ chị dùng gì ạ? Cho tôi một tô phở bò tái. Dạ có liền.
hôm nay vợ và con gái của mình vui lắm.